đây đi. Ủa này là mát bằng bằng gió à trời? Giải nhiệt nhớt rồi đúng không? Đúng rồi, nó xài giải nhiệt nhớt nè. Nóng với cái này nóng khỏi nói rồi. Mới làm điểm hay quá. Phải không? Hay là em nghĩ nó chế lại quá anh ơi. Bản sai. Thấy nó có vẻ vuông vức chứ có vẻ nó vuông nhìn không? Nó không có giống Honda tí nào. Ducati Monster 795. Một trong những chiếc mô tô về chính hãng về Việt Nam đầu tiên. Chiếc Monster Ducati 795 phía trước là hai chấn dĩa và không có ABS, sử dụng cặp heo của Brembo buộc trước Olin, kích thước bánh trước 120/60/17. Đây là thấy dây thắng dẫn lên đây, đầu đèn hai tầng rất là đẹp, đầu đèn đặc trưng của Monster. Hệ thống thắng, tay thắng này là của Brembo luôn. Tuy nhiên cái này nó không có cần chỉnh khoảng cách của tay thắng. Bên đây là tay con cũng của Brembo. Con thì tương đối nặng hơn, tương đối nặng tí. Rồi ở đây có cái cùm ga tăng tốc. Tức là bạn thấy cái đường kính này nè, nó sẽ làm cho cái bán kính kéo của cái này nó rộng lên này. Khi nên tay ga mình kéo như vậy cái độ tăng ga nó sẽ vọt hơn. Đây là bảng đồng hồ của Monster, tất cả đều là điện tử hết. Cặp hộp Ducati rất là đẹp và sườn đặc trưng của Monster, sườn mất cáo rất là đặc trưng màu đỏ. Đây là máy được xếp L, máy rất là đặc trưng của Ducati là máy L. Cái thứ nhất, cái thứ hai bạn thấy nó vuông góc như vậy và ống bô bên kia để họ quay bên kia. Nó đặc biệt là cái buji nó rời luôn, nó nằm như tương đối rất là dễ thay và dễ kiểm tra nè. Đó hai cái buji. Chiếc này giải nhiệt bằng bằng nhớt
đây là cái này là cái két nhớt thôi, tức là nhớt máy được bơm lên trên này để giải nhiệt. Có trên lốc máy nó có những cái bảng chắn gió như thế này, nghĩa là để giải nhiệt trực tiếp với lốc máy, nó không phải là giải nhiệt nước. Dàn dây điện thấy có vẻ như nó nằm trần ra ngoài luôn. Đây chiếc monitor. À đây hai cái bô. Mình thấy nó dẫn khí ra đây, đây cây máy thứ nhất, cái ống bô ra đây đi lên đây nè đó. Và nó đút gầm, hai cái này lên trên cao luôn. Đây là chỗ cổ góp của cái bô zin. Đây nằm đây. Cái thứ hai, cái dòng máy thứ hai mình thấy nó ra từ đây nè. Ở trong này nè, đó, trong này đi ra, vòng ra. Nó nhìn rất là đẹp, cái đường bô đi đẹp lắm. À, lọc nhớt thì rất to, nằm ở dưới. Gấp sau rất là khủng bố. Heo sau cũng xài của Rambo luôn. Và vỏ sau xài này của Michelin và 190 55. Vỏ sau khá lớn. Cái này rất là bự. Đây. Anh nhìn cái gấp sau rất là to. Đó, đường ống xả thứ hai của chiếc xe đi từ đây. Vòng qua đây, vòng ra ngoài luôn. Sên này là năng sên 525 rất là dày. Cặp phục sau cũng cặp phục của Oakland. Chiếc này là xe không biết là đồ zin của nó hay đồ đã làm lại, để mình kiểm tra lại trên web cho coi nó là đồ zin hay đồ làm lại. Các thiết bị rất là đẹp. Ồ, chiếc này là được xài côn dầu luôn nè. Này chắc là đẹp. Đây côn dầu, đây là dây côn nè, dẫn lên trên này. Thấy là trên côn nó cũng có cái bình dầu luôn, cái này sực xài côn dầu.